Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Mùa hè đến rồi, các nàng hãy chuẩn bị cho gia đình những món ăn mát để giảm đi cái oi bức của mùa hè. Hôm nay, kênh Góc Bếp Nhỏ xin giới thiệu đến các bạn cách làm món thạch rau câu cà phê sữa dừa. Để làm được món rau câu cà phê sữa dừa này, các bạn cần chuẩn bị cho mình 17g bột rau câu giọt. Mình dùng loại bột rau câu Aga. Đường khoảng 300g đường. Các bạn ước lượng khoảng một bát ăn cơm đường nhé. 100ml sữa tươi. Các bạn đong khoảng 2 phần bát ăn cơm đấy là được. Và 100ml nước cốt dừa. 32g cà phê hòa tan. Thì mình dùng 2 gói cà phê G7. Mỗi gói có khối lượng là 16g đấy. Nếu mà các bạn có cà phê đen thì càng tốt nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm món rau câu cà phê sữa dừa này nhé. Đầu tiên thì các bạn cho 10g bột rau câu vào một cái âu và 7g bột rau câu vào một cái âu khác. Tiếp đến các bạn cho 800ml vào trong cái âu đựng 10g bột rau câu nhé. Mới 500ml mà nó đã đầy bát này rồi. Mình sẽ cho sang một cái ô lớn hơn nhé. Bạn cho thêm 300ml nước vào nữa. Sau đấy các bạn quấy đều lên. Phần bột rau câu ở ô nhỏ 7g thì mình sẽ cho 350ml, khoảng một cốc nước này và 350ml nước nhé. Các bạn cũng cho nước vào, sau đấy quấy đều nhé. Tiếp theo các bạn cho âu nước lớn đựng 10g bột rau câu vào trong nồi để đun sôi lên nhé. Các bạn đun sôi lên, vừa đun các bạn vừa quấy đều cho rau câu tan nhé. Trong khi đợi nồi rau câu sôi thì các bạn pha 2 gói cà phê với khoảng 100ml nước nhé. Nước nóng các bạn ạ. Nồi nước rau câu của mình nó chưa sôi nhưng thỉnh thoảng các bạn vẫn phải quấy để cho bột rau câu nó không bị lắng xuống dưới nhé. Khi nước rau câu của mình bắt đầu sôi thì các bạn cho 2 phần bát con đường vào nhé, khoảng 200g đường. Khi đường tan hết và nồi nước rau câu của mình đã sôi thì các bạn cho cà phê mình đã hòa tan với 100ml nước nóng vào nấu cùng nhé. Các bạn cho được cà phê đen thì màu nó sẽ đen hơn đấy. Và mình có cà phê hòa tan này thì nó chỉ có màu hơi nâu nâu thôi. Các bạn nấu cho nồi rau câu của mình nó sôi trở lại là được nhé. Khi nồi rau câu của mình đã sôi trở lại thì các bạn tắt bếp và vớt bọt đi nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình các cái khay để đựng thạch nhé. Các bạn có thể chọn khay vuông, khay tròn, khay gì mình có mình dùng cũng được.
Tiếp theo các bạn cho 1/3 lượng nước rau câu mình vừa nấu vào trong các cái hũ đựng rau câu nhé. Các bạn để cho rau câu của mình được nguội nhé. Phần rau câu còn lại các bạn cần giữ nóng cho mình bằng cách các bạn để một cái bát tô trong một cái nồi, sau đấy các bạn cho nước đun sôi già vào. Các bạn cho nước ngập nửa bát hoặc 2/2 bát tô nhé. Sau đấy các bạn đổ nước rau câu của mình vào trong cái bát tô. Các bạn giữ như thế này thì nước rau câu của mình nó sẽ không bị đông lại. Khi mà các bạn cảm thấy nước đã nguội thì các bạn lại thay nước nóng vào nhé. Tiếp theo các bạn lại bắc một nồi khác lên bếp, sau đấy cho ấu nước đựng 7g rau câu vào trong nồi đun sôi nhé. Sau khi nước rau câu sôi thì các bạn cho 100g đường còn lại vào nhé. Các bạn cho đường vào sau đấy khuấy tan. Khi đường tan hết thì các bạn cho sữa tươi vào. Các bạn đun cho nồi thạch của mình nó sôi trở lại. Khi nồi thạch sôi trở lại thì các bạn tắt bếp, sau đấy cho nước cốt dừa vào nhé. Vậy là mình đã có phần rau câu, sữa, nước cốt dừa rồi đấy. Phần thạch của mình bây giờ nó đã khô rồi. Các bạn sờ thấy nó không dính tay như thế nào được. Các bạn đừng để được cứng quá nhá. Cứng quá thì khi mình đổ lớp thạch mới vào, rau câu mới vào thì nó sẽ bị tách hai lớp riêng biệt đấy. Bây giờ mình sẽ cho phần rau câu, sữa dừa vào. Các bạn để cho lớp rau câu màu trắng của mình đông lại, sau đấy mình lại cho một lớp rau câu cà phê vào nhé. Mình cũng trữ lượng rau câu, sữa dừa còn lại bằng cách là cho một cái bát con vào một cái nồi và đổ nước sôi vào trong nồi để giữ nhiệt cho rau câu của mình nó không bị đông nhé. Khi rau câu của mình đã đông lại, các bạn xèo vào nó không bị dính tay nữa, thì các bạn lại cho một lớp rau câu cà phê vào, sau đấy lại cho một lớp rau câu sữa dừa vào, cứ như thế cho đến hết nhé. Các bạn có thể làm được thạch rau câu 3 lớp như thế này, hoặc là các bạn có thể đổ thành 5 lớp như thế này nhé. Các bạn để cho rau câu của mình nguội, sau đấy cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng.
Sau khi để tủ lạnh được 2 tiếng thì rau câu của mình đã rất là cứng và rất là mát. Các bạn nhìn này, mình đổ 5 lớp ở khay này và 3 lớp ở khay nhỏ hơn. Bây giờ mình sẽ lấy rau câu ra để cho các bạn xem nhé. Các bạn dùng một con dao nhỏ nhọn. Vậy là mình đã có những khay rau câu cà phê sữa dừa rất là ngon rồi đấy. Các bạn hãy làm và thưởng thức cùng với gia đình mình nhé. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh.